chào các bạn. Hôm nay Tử Vi Việt Nam xin luận giải một lá số rất hay liên quan đến những người mà có số làm đại ca, làm anh chị hoặc là ở chúng ta ấy có hai loại tướng, một là tướng trong ngành quân đội công an, hai nữa là tướng bên ngoài. Và chúng ta là những cái anh hùng bên ngoài ấy. Ví dụ như là chúng ta hay gọi là anh hùng xã hội hoặc là các tướng một băng đảng nào đấy, thì hôm nay chúng ta sẽ tham khảo một lá số của một người rất là mạnh mẽ, là có số làm tướng nhưng không làm nhà nước. Thì các bạn để ý đây là lá số của một người sinh năm 65 và cung mệnh là Liêm Phá. Mọi người nhớ là mệnh Liêm Trinh Phá Quân nằm tại cung này là cung Mão, là cái mệnh mà dễ sẽ làm những người hào hán, mạnh mẽ, dám làm, dám chịu. Thì Liêm Trinh là cái sao, Liêm Trinh là cái sao tù tinh và đi với sao Phá Quân nữa. Thì hai cái chòm sao Liêm Trinh Phá Quân đi với nhau mà nằm tại cung Mão thì thường là người đấy rất là nhiều vợ và hay làm những cái việc mà nó có một chút tính mặt trái của xã hội. Vì sao Liêm Trinh hãm địa có thế, rồi sao Phá Quân là cái sao mà sẽ không khó mà trọn vẹn được hạnh phúc và hôn nhân. Ở đây đương số có một cái sao, cái chòm sao Liêm Trinh Phá Quân tại mệnh, rồi tử vi thất sát nằm cung tài bạch. Thì đây là một người mà sao ạ, có chòm sao tài bạch rất đẹp, nghĩa là rất giỏi kiếm tiền, tử vi thất sát. Nhưng bởi vì Liêm Trinh Phá Quân là cái sao mà tù tinh hay bị dính pháp luật, nên cuộc đời người này sẽ thăng trầm, lúc lại có tiền, lúc giàu có nhưng lúc lại nghèo hèn. Và trong cái chòm sao này là có Phi Liêm Quan Phù Thiên Hình Phá Toái Linh Tinh, là cái chòm linh tinh mà chiếu mệnh hoặc là nằm tại cung thân ấy, dễ tham gia vào cờ bạc. Sao Phi Liêm Quan Phủ là cái sao dễ bị công an gọi lên, triệu hồi lên. Sao Thiên Hình chính là cái sao tòa án mà hay bị mắc phải. Và nếu mà cái chòm sao này đóng tại Liêm Phá mà đóng tại cung Dần này, cung Mão này, thì bao giờ cung Quan Lộc cũng có hai cái sao Vũ Cúc Tham Lạc đồng hành, tham vũ đồng hành với cung Vũ Cúc. Nhưng là một người rất tài năng, tài ba, nhưng Vũ Cúc Tham Lang lại gặp triệt, nên người cuộc đời con người này ấy, là thành công nghề này rồi lại lúc thành công rồi lúc thất bại. Bởi vì sao triệt đóng cung Quan Lộc, rồi những cái sao mà Phi Liêm Quan Phù Thiên Hình Phá Toái Linh Tinh đóng tại cung Thiên Di, nên là cái số mà sẽ không gặp thời. Đấy. Vì xã hội, nghĩa là sống vì xã hội, là người xã hội, nhưng chính có những lúc không gặp thời với xã hội. Bởi vì cái cung Thiên Di cũng là cái nói lên cái môi trường sống của họ. Nếu mà cung Thiên Di của người nào tốt thì môi trường sống tốt, giống như cá gặp nước ấy. Mà người nào cung Thiên Di bị tối, bị hãm thì người đấy sinh ra không gặp thời. Có nghĩa là gì? Nhiều lần vì xã hội, vì điều kiện hoàn cảnh mà gây cho người ta những cái cản trở, khúc mắc, thậm chí trắng tay. Thì đây là một lá số mà cung mệnh tương đối ổn, Liêm Trinh Phá Quân gặp tuần vượng ổn, lại người có thiên quý tại mệnh cũng được Phật độ, hóa quyền, hóa lộc, nhị hợp cung mệnh, hóa khoa chiếu mệnh, và đây là người rất đa tài, khoa quyền lộc đấy, hữu mật chiếu vào cung mệnh đấy, cũng nói lên là một người có cốt cách là có đàn em cấp dưới, rồi có người giúp đỡ, rồi cũng hay giúp đỡ người khác. Và ở đây thì cái sao tà phù nó nằm ở cung phú mẫu mới rồi. Thế thì cung thân, thân của đương số lại cư thê, cư thân cư thê. Những người nam mà thân cư thê thì là những người cũng rất thích không khí gia đình, rất thích không khí gia đình. Nhưng bởi vì Liêm Trinh Phá Quân tại mệnh nên người đây là một người mà khó, mặc dù là thân cư thê nhưng khó một đời vợ, khó có một đời vợ lắm. Việc tiếp theo nữa thì chúng ta nhìn cái cung Phúc Đức của đương số. Rất may cho đương số là cung Phúc Đức có sao Thiên Phủ. Sao Thiên Phủ chính là lộc khố, nó đóng ở đây là kiếp trước cũng có lộc, có tài và dễ việc thuận lợi buôn bán tiền bạc. Cung Phúc Đức một sao Thiên Phủ là quản lý kho tiền, họ hàng hay kinh doanh chuyện tiền bạc. Nhưng rất tiếc rằng đây là một đương số mà lại thờ
trong cái việc thờ cúng trong gia đình ấy, là hơi nhầm, hình như là bốc nhầm mộ, hoặc trong họ này có người là âm binh phù thủy nên là con cháu hơi lận đận vất vả. Lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục phân tích các cung khác. Đường số này có một cái sao điếu khách tài mệnh, là cái sao mà khiến cho có khả năng ăn nói khôn lường, thuyết khách tốt. Rồi sao văn khúc tài mệnh, nó cũng là một cái sao sao bác sĩ, cũng là cái sao cũng khiến cho đường số có khả năng giao tiếp tốt và biết cách chăm sóc người khác, rất biết cách thuyết phục người khác. Cùng nồng bọc có hai sao thái dương cự môn cũng tương đối thấp tốt. Có sao hỷ thần thiếu âm thiên việt, thiên giải thiên tài thiên phúc, thì đây cũng là một người nhiều lần khó khăn nhưng là được trời giúp đất giúp và cũng chơi được với rất nhiều người tài năng. Cung nô bộc này tương đối đẹp nhưng cô thần đóng cung nô bộc thì số dễ bị vong âm theo và gây trở ngại trong công việc tình duyên, đôi chút có chút lận đận hay phải xa phụ nữ. Về cung phu thê của đương số thì mặc dù thân cư phu, nhắc lại là mặc dù thân cư phu nhưng bởi cung phu thê của đương số có long trì phượng các hoa cái và thanh long đóng ở đây nên thường là người đàn ông này sẽ lấy được những người phụ nữ rất là đảm đang, có căn, là người rất biết cách cúng bái lễ nghĩa. Rồi có, nhưng mà vì thiên khốc đóng cung phu thê nên là đôi khi có chút nước mắt, và thiên diêu mà đóng cung phu thê thì lấy được những người vợ mà cũng có khả năng tình ái tốt. Về cung mệnh của đương số thì liêm phá đóng tại mệnh dẫn đến là cuộc đời tương đối thăng trầm, và bản thân cái sao liêm trinh nó đã nóng tính rồi mà bản mệnh của đương số lại là phú đăng hỏa nữa, nó làm cho càng nóng tính hơn. Đây là một người tương đối nóng tính và quyết liệt. Sao thiên tướng nằm ở cung thiên di thì nó ý muốn nói rằng đây là một người có khả năng chỉ huy lãnh đạo rồi dẫn dắt tương đối tốt. Và nhưng nhớ rằng là lưu đại vận, đại vận của đương số nó cũng khốc khảnh. Chúng ta có thể phân tích ở đây là từ 25 tuổi trở ra là đương số, đến năm 34 là đương số lấy vợ này. Đấy. Và cung văn lộc lúc đấy đang gặp triệt nên là cuộc sống công việc mặc dù tài năng rất giỏi nhưng vì triệt cung văn lộc nó cũng khiến cho công việc không thành công rồi phải bỏ việc giữa chừng. Đại vận từ năm 35 tuổi trở ra thì rơi vào cung tử tức, đa số là lo cho con cái, rồi đào hoa gặp hoắc kỵ, rồi tình duyên cũng sớm nở tối tàn, dẫn đến là phải thêm vợ, tình duyên khác. Và những người mà có đại hao và đi với đào hoa hoắc kỵ này là những người mà rất là tốn kém tiền cho người khác giới. Ví dụ như đương số này là rất tốn kém tiền đầu tư cho phụ nữ và hay không giữ được tiền bởi vì phụ nữ, và dễ bị phụ nữ lừa, bởi vì đại hao gặp quá kỵ thì dễ bị nói lừa, nói dối, nói gạt mà mất tiền, mất nhà, mất cửa. Đấy, thiên đồng thái âm này. Đại vận từ 45 đến năm 55 thì tương đối tốt bởi vì nó rơi vào cái tròm tử vi thất sát. Đấy. Rồi liêm trinh phá quân có lộc tồn chiếu vào, có hóa khoa, có ân quang thiên quý, rồi có vũ tham đồng hành nằm tại cung văn lộc nó chiếu vào, rồi tròm thiên phủ là cái tròm lộc nằm ở cung phúc đức này chiếu vào. Đấy. Nên là từ 45 đến năm 55 tuổi thì đương số kiếm được nhiều tiền nhưng cũng sẽ khó mà giữ bởi vì nó rơi vào cái sao phục binh này. Cái sao phục binh này là cái sao dễ bị lừa mất. Nếu mà lừa mất tiền, bị răng bẫy mất tiền, phục binh là cái sao không tốt cái chuyện tiền bạc. Đương số này là cung tài bạch, mặc dù đẹp đấy nhưng mà luôn luôn có cái sao phục binh này nó chiếu thẳng vào, luôn luôn bị rình rập, dễ mất cắp đường gặp. Ở bên này là huynh đệ kiếp sát nó chiếu vào nữa. Rồi đây là một lá số mà có cả không kiếp, địa không địa kiếp kẹp cung tài bạch, có nghĩa là vì tiền mà khốn đốn,
không kiếp đấy, kẹp cung tài bạch. Thì đây là đương số mà kiếm tiền đây nhá, không kiếp kẹp mệnh kẹp cung tài bạch để kiếm tiền một cách mờ ám và dễ bị mất tiền, dễ bị tiêu mất. À, và năm nay có đương số vào cung Sửu là cung này, cung Phu Thê. Đấy. Năm rơi vào cung Phu Thê lại có Vũ Tham chiếu vào. Đấy. Là năm nay cũng là một năm không được đẹp của đương số. Nhất là năm ngoái. Năm ngoái là năm có sau kiếp sát này. Đấy, Đà La này. Rồi trên này có cái tròn cô thần rồi hóa kỵ đại hao tam hợp vào cái năm ngoái. Thì đương số năm ngoái là năm dễ bị mất tiền, lừa gạt mất. Tương đối nói dối nói lừa. Thì năm nay là cái năm mà có sao tứ linh chiếu vào thì đương số nếu biết cách thì lễ bái thì tốt, không thì cái trò liêm trinh quan phù thiên hình phá toái linh tinh nó chiếu vào cái cung năm nay, cung Sửu này, thì sẽ khiến cho đương số tương đối vất vả. Thì cung Thiên Di cũng sẽ không được gặp thời vận lắm. Rồi Phục Binh nằm cung Phúc Đức vẫn tiếp tục chiếu vào năm nay, nó cũng diễn ra là cái việc không được tốt lắm cho đường số trong đại vận năm nay. Và năm rơi vào cung Phu Thê ấy, thì thường sẽ có biến đối với cung Phu Thê, nghe là có sự không ưng thuận hoặc là có sự có những cái điều mà người vợ khó nói, vợ chồng khó nói với nhau. Và sao Thanh Long may mà sao Thanh Long nó đóng nằm ở cung vợ, và người vợ có sao Tang Môn là cái sao chịu đựng chiếu vào thì còn có giữ được với người chồng này. Bởi vì đây là một anh giống như là con ngựa bất kham ấy. Sao Liêm Trinh phá quân nằm tại mệnh là có thiên tướng nằm cung Thiên Di là giống như một con ngựa bất kham. Tài năng có, giỏi thì có, lãnh đạo có, nhưng để giữ chân được một người đàn ông như thế này thì người phụ nữ phải hết sức tài ba mới giữ được. Năm nay thì những cái tháng mà có khả năng làm ăn tốt, ví dụ như tháng 9 âm này, tháng 9 âm là tháng này có sao Thiên Phủ. Đấy, thế thì vợ chồng sẽ có khoản tiền về, nhưng nhớ là Phục Binh nó rình rập ở cung này. Đấy. Thì sau này phải hóa giải sao Phục Binh nằm cung Phúc Đức đi. Đấy. Phục Binh nằm cung Phúc Đức là gì, là sao âm binh, là sao bị cái phần như là cái phần rình rập phần âm ấy là có vấn đề, là hoặc nhầm mộ hoặc là nhà có thầy nuôi âm binh mà có trong nhà mà không biết, dẫn đến là hay bị mất trộm mất cắp, hay bị điều khiển điều hành. Rồi tháng 19 này thì còn ổn một chút. Tháng 10 âm này tiếp tục lại đại hao đào hoa hóa kỵ nó chiếu, nên là người này nếu như không cẩn thận tháng sau á, tháng 10 âm lại mất một khoản tiền nữa đây, lại bị lừa một khoản tiền. Nên nếu mà bà vợ tỉnh táo nhá, thì đừng có cho chồng đầu tư gì tiền bạc vào tháng 10 âm lịch sắp tới rồi. Vì nếu mà nhúc nhích một cái là có đào hoa gặp đại hao đây ngay, lại phụ nữ lừa mà lại mất tiền, nói dối nói dóc. Ngày tháng 10 là tháng hạn về tiền bạc, chi tiêu tốn kém, dễ bị lừa. Tháng 11 là tháng mà có Vũ Tham ở cung quan lộc, nên là công việc có sự dịch chuyển thay đổi, và cẩn thận là trong họ hàng nhà cửa là có tang, bạn bè họ hàng anh em gì đấy. Và cái năm tháng 11 này thì cái tháng tương đối tốt đối với đường số, tương đối tốt. Và tháng 12 là tháng cuối cùng, là tháng có Thái Dương Cự Môn, có Hỷ Thần, là tháng có nhiều tin vui, Nhưng cẩn thận vợ chồng trục trặc. Đấy. Vì có sao Cô Thần đóng ở đây, Cô Thần Quả Tú là vợ chồng dễ cãi cọ, trục trặc, cô đơn, cô quả. Đấy. Và tháng giờ cung Nô Bộc thì đa số là lo lắng cho người khác và có tin vui từ bạn bè mang tới. Đương số này từ sang năm thì nó rơi vào cung Con, có đương số, rồi là có đào hoa thiên đại hao và hóa kỵ, là cái năm đại vận về cái việc xấu xa này đây, đào hoa hóa kỵ vào sang năm nữa. Nên đương số nhớ rằng sang năm là một năm hạn của mình nữa, và không cẩn thận cái việc làm sang năm nó sẽ diễn đến cho mình cái sự phá sản. Và đương số cố gắng hết sức cố gắng để trải hóa giải cái hạn ách vào sang năm 2017 để 2018 đại phát. 2018 thì tiền bạc mọi thứ rất là tốt, ổn định và thu nhận được nhiều tiền bạc, học được nhiều thứ, rất là nhiều lộc.
Và từ giờ đến lúc đấy mà hóa giải được cung Phúc Đức để hết cái sao Phục Minh ở đây thì sẽ còn nhiều lộc nhiều tài nữa đó. Và cái đại vận từ năm 55 trở ra lại một lần nữa lại hồng loan sao thai đó, rồi trên này đào hoa hóa kỵ chiếu xuống, nên cẩn thận từ năm 55 lại có biến về tình duyên đó. Vì đào hồng gặp địa kiếp lại khéo bị một người phụ nữ nào nhẹ dạ, lại bị đi theo người phụ nữ nào đấy lại lừa gạt đây này. Đào hồng loan địa kiếp, đào hoa địa kiếp được gặp sao thai thì nó diễn ra những cái việc không vui trong chuyện gia đạo đó. Nó sẽ có không cái vân sẽ hơi có chút mắc tội với người vợ của mình bây giờ, nên hết sức cẩn thận. 55 tuổi là trong quan hệ phải giữ hết sức giữ gìn, không nó diễn ra đùng một cái nó diễn ra mà không hay. Về cái chuyện làm ăn của đương số thì cố gắng trong những cái năm từ 55 tuổi mà đến năm 64 tuổi thì cố gắng tích lũy được nhiều điền sản đất cát vào, bởi vì cái năm 65 trở ra là cái năm sẽ dễ dính pháp luật. Phi liêm quan phù thiên hình này, quan phù này chiếu này. Đấy, 65 trở ra là dễ dính pháp luật, rồi dễ bị tai nạn, dễ bị trả thù ở cung thiên di. Đó, hậu vận là cái đại vận từ 65 trở ra là hơi xấu, nên là phải biết cách tu tập, rèn luyện và tu nhân tích đức từ giờ đi, không có là từ năm 65 của người ta là hơi bị trục trặc. Và đại vận, đại họa là rơi vào 65, 66, 67, 68 là những cái năm dễ trục trặc pháp luật, rồi gia đạo cũng thế, dễ ảnh hưởng. Và nếu cố gắng vượt được qua 65 thì từ 75 trở ra thì rất là tốt. Cuộc đời đương số này thì bản mệnh sinh cục, nên tuổi trẻ mà vất vả thì về già lại an nhàn, còn tuổi trẻ mà chơi bời quá thì sướng quá thì về già lại rất khổ vì bản mệnh. Đấy. Rồi cùng chồng, cung vợ nào. Vợ thứ nhất được túng tại cung này, cung phu thê. Vợ thứ hai được cúng ở tính ở cung này, ngũ tham. Đấy. Thế thì cô vợ nào cũng đào hoa và sinh gái hết. Ấy. Vợ một thì cũng trung thủy này, cô vợ hai thì tham lang cũng sinh gái này, rồi gặp đào hoa chiếu sang, đấy cũng là một người đẹp gái. Đấy. Nhưng mà sao tham lang là cái sao chúa và ghen tuông, nên là cô đầu không ghen lắm, nhưng cô thứ hai thì ghen kinh khủng, ghen khủng khiếp. À, với một la số này mệnh liêm phá rồi thiên tướng hãm địa nằm cung thiên di thì đương số nên làm những nghề về sản xuất, sản xuất một cái gì đấy, và nên tuyệt với cờ bạc là một, cho vay tín dụng cũng biết rằng là cũng nên chọn những cái đối tượng thật thà chất phác mà cho vay. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà dính vào phụ nữ là mất ngay đấy. Cho đàn ông vay thì được rồi, phải có tài sản đảm bảo rồi lấy lãi suất thấp thôi thì còn ổn, chứ nếu mà quá một cái thì sẽ ảnh hưởng ngay, bởi vì phục binh nằm cung Phúc Đức này nó nhòm vào cung Tài Bạch, nó dễ bị mất tiền, dễ bị nhòm ngó, dễ mất cắp mất trộm, dễ bị lừa đảo. Và tốt nhất là nên sản xuất một cái vấn đề gì đấy, ví dụ mở một xưởng sản xuất về nhôm kính, sản xuất về cơ khí, sản xuất về cửa cuốn, rồi sản xuất về đồ chơi trẻ em, tóm lại là một nghề sản xuất, thì cái đồng chí này rất có lộc. Đây cũng một người rất tài ba, và nên làm gần nhà thôi, không nên đi xa nhà, bởi vì cung thiên di là thiên tướng hãm địa thì xa xảy ra nhà là rất nguy hiểm, đi ra ngoài dễ bị phi liêm là đạn bắn ấy. Đấy. Thiên hình là những cái sao xấu phá toái rồi linh tinh, nghĩa là có bao nhiêu sao xấu đỏ lòm nó nằm ngay cung thiên di của đương số, nên càng hạn chế ra ngoài càng tốt. Và đây là một người nếu có điều kiện thì ở nhà chăm nom vợ con rồi đầu tư sản xuất ở nhà thì tuyệt vời nhất. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi phần luận giải của đồ đương số sinh năm 1965. Ở đây thì không phải là một lá số của một đương số cụ thể nào cả. Thầy cũng không hề biết người này như thế nào, cũng không biết họ làm nghề gì. Và đây là cái sự luận giải dựa trên một cái ngày tháng năm sinh của một người đưa cho thầy cái lá số này để giúp luận giải, giúp cho đương số và chỉ cho đương số một cách làm ăn để có một cái
hậu vận tốt hơn. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và đừng quên đăng ký vào kênh Tử Vi Việt Nam để chúng ta được cập nhật các video mới rồi cùng chia sẻ với nhau để giúp khả năng xem tử vi của mọi người tốt hơn, đoán trước được các vận hạn của mình để mà hóa tránh và cách hóa giải các vận hạn. Xin chào và cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.